Khi nghèo và bị người khác coi thường, hãy ghi nhớ lấy 4 câu nói này. Kính thưa quý vị, nghèo không có gì là ghê gớm. Điều đáng sợ nhất chính là bạn bằng lòng và chấp nhận cái nghèo này. Một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, Miyazaki Hayao, từng nói một câu: cuộc sống tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ khởi sắc vào một lúc nào đó, bởi vì cuộc sống ấy không thể tồi tệ hơn được nữa. Sau mọi cố gắng thì tôi mới hiểu ra nhiều chuyện. Chỉ cần kiên trì thì mọi thứ sẽ qua. Thật ra nếu bạn nghèo, không có gì là ghê gớm. Điều đáng sợ nhất chính là bạn bằng lòng và chấp nhận cái nghèo này. Vì vậy, nghèo không phải là cái cớ để chúng ta trốn tránh công việc khó khăn. Ngược lại, nghèo phải trở thành động lực để ta nỗ lực kiếm tiền, phấn đấu để mà thay đổi cuộc sống. Người khác có thể dựa vào hai bàn tay trắng để làm nên thành công, thì tại sao bạn không thể? Tuy mình không thể chọn được điểm xuất phát, nhưng có thể chọn được điểm kết thúc. Khi bạn nghèo và bị người khác coi thường, đừng vội sừng cổ hoặc ăn thua đủ với họ, mà phải học cách nếm trải mùi vị đau khổ của cuộc đời. Cố khắc cốt ghi tâm và nỗ lực vượt qua nó. Vì vậy, khi rơi vào tình cảnh này, xin hãy nhớ 4 câu nói sau. 1. Nghèo mà không thay đổi thì nghèo cả đời. Trong xã hội này, nghèo là đã bị người khác coi thường. Người nghèo nói chuyện chẳng ai nghe. Người nghèo mặc đồ đẹp, người ta bảo là đạo đức giả. Người giàu mặc đồ rách, người ta bảo là khí chất. Đó chính là sự khác biệt. Vì vậy, chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải chăm chỉ, chăm chỉ và chăm chỉ thì mới vượt qua được số phận hầm hiu. Nghèo cũng giống như ở dưới đáy vực, mỗi bước leo lên là mỗi bước tiến, nhưng nếu bước lên một bước mà sợ ngã thì sẽ mãi mãi ở dưới đáy. Phong cảnh đẹp nhất luôn ở đỉnh cao nhất. Nếu bạn không muốn leo lên thì sẽ trở thành bàn đạp để người khác leo lên. Những người đang gào lên than thở vì nghèo, nhưng họ không sẵn sàng làm việc chăm chỉ, không muốn đánh đổi sức lao động thì sẽ muôn đời nghèo. Điều đó là 100%. 2. Tựa núi núi lở, tựa người người chạy, chỉ có thể tựa vào chính mình. Chúng ta có thể gặp được những quý nhân trong cuộc đời, những người có thể giúp ta vượt qua gian nan. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có chúng ta mới thật sự kéo bản thân mình ra khỏi số phận ấy. Hoặc khi người khác muốn kéo ta ra nhưng không tìm được tay ta, thì họ cũng sẽ không làm gì được. Trên đường đời, ai cũng muốn có một chỗ dựa, nhưng không được ỷ lại. Vì nếu ỷ lại thì chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, không có khả năng sinh tồn. Quy luật trong cuộc sống này, kẻ mạnh sẽ tồn tại, còn kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua số phận. Khi gặp khó khăn, nên can đảm đương đầu với nó. Không ai có thể để bạn dựa dẫm mãi được. Bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là bố mẹ cũng không thể làm chỗ dựa cho bạn. Có một số việc chỉ có thể tự mình giải quyết, không thể nhờ bất cứ ai. 3. Dựa vào thể lực không bằng dựa vào trí tuệ. Nếu một người không có trí tuệ, anh ta có thể sử dụng thể lực của mình để kiếm tiền, nhưng điều này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Những người thành công thường dựa vào trí tuệ và kiến thức để kiếm ra tiền, vì tri thức có thể thay đổi định mệnh. Người chưa có kiến thức thì hãy nhẫn nại học hỏi, tu dưỡng mỗi ngày. Chỉ khi cơ hội tới thì mình mới có khả năng nắm bắt. Vì vậy khi bạn nghèo và bị người khác coi thường, bạn nên bình tĩnh và chăm chỉ học tập. Dù sau này cuộc sống có thành công đi chăng nữa thì cũng cần phải học tập chăm chỉ, học hỏi không ngừng. Sống là để học hỏi, chỉ có vậy bạn mới đánh bại cái nghèo. 4. Người khác càng coi thường thì càng phải đứng lên. Con người chẳng ai muốn bị người khác xem thường. Trong cuộc đời, chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua vô số những khó khăn thất bại, trải qua sự đối xử lạnh nhạt của người đời, thậm chí là những lời chửi mắng nhiếc. Thế nhưng những người thông minh sẽ không phàn nàn. Ngược lại, họ sẽ biến điều này thành động lực để cho sự thăng tiến trong tương lai, không khuất phục trước số phận. Trong cuộc đời sẽ có những lúc bạn đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng nếu lỡ mắc sai
và biết sửa chữa kịp thời là được. Chúng ta phải tin rằng thuyền đi tới đầu cầu ắt sẽ có đường lên núi. Miễn là một người có mục tiêu vững vàng thì không có gì có thể ngăn được sự tiến bộ của họ. Khi bạn nghèo và bị người khác coi thường, hãy ghi nhớ 4 câu nói trên đây. Cuộc sống của bạn sẽ dần được cải thiện. Vì vậy, đừng sợ người khác coi thường mình, chỉ sợ mình coi thường chính mình. Và chỉ khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn mới có thể đứng vững trước người khác. Bốn loại nhờ vả trong cuộc sống bạn tuyệt đối không nên giúp. Kính thưa quý vị, lương thiện là tốt, biết giúp đỡ người khác khi khó khăn cũng là tốt. Thế nhưng, đừng khiến lương thiện của mình bị kẻ khác lợi dụng. Bạn phải biết khi nào thì nên lương thiện, khi nào không. Nhất định làm gì, giúp đỡ ai, cũng nên cẩn thận bảo vệ mình trước. 1. Đừng giúp người khác quá khả năng của mình. Cổ nhân có câu, sức hèn đừng tham vác nặng. Câu nói ý khuyên nhủ mọi người chỉ nên làm những việc mà bản thân thấy mình có khả năng mà thôi. Muốn làm việc thiện, làm việc tốt cũng phải nhìn vào khả năng của mình nữa. Bởi cái gì càng giúp quá khả năng thì bạn lại chính là người mệt mỏi. Rất nhiều người vì không nỡ từ chối, vì muốn cái danh người tốt nên là sẵn sàng ép bản thân đi giúp người khác dù bản thân đang gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng nên học cách từ chối khéo léo mới thể hiện sự trưởng thành của bạn. Nếu cảm thấy mình không giúp được, cứng từ chối, thà mất lòng trước được lòng sau. 2. Đừng giúp những việc làm tổn hại tới người khác. Có muốn giúp gì cũng phải nhớ rằng việc đó phải là quang minh chính đại mới giúp. Đừng có mù quáng giúp những việc làm tổn hại tới người khác. Đừng vì cả nể, nghĩa khí nhất thời mà hối hận cả một đời. Khi bạn giúp người khác, làm đau người khác thì chắc chắn bạn đang gây họa, tích nghiệp vào thân. Người khác ác, bạn giúp họ làm thì chính bạn cũng độc ác. 3. Đừng giúp người khác đưa ra quyết định ngàn cân treo sợi tóc. Khi có người nhờ bạn giúp họ đưa ra quyết định đặc biệt, quan trọng thì đừng giúp đỡ. Bởi vì nếu bạn giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn, mang về lợi nhuận tốt thì không sao. Nhưng nếu như lỡ sai sót thì họ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu bạn. Lúc đó mối quan hệ trở nên căng thẳng và chính bạn còn bị vạ lây. 4. Đừng giúp người khác những chuyện liên quan tiền bạc. Đa số người tốt, họ ít khi nhận ra ý xấu, dã tâm từ người khác. Chính vì vậy, đôi khi bạn bị người khác lợi dụng lúc nào cũng không hay. Đừng bao giờ thật lòng thật dạ đi giúp người ta, bởi vì như vậy càng khiến cho bạn mệt mỏi. Bạn bận tâm vì người ta, nhưng rồi lại bị người ta lợi dụng. Bạn có thể giúp đỡ người khác khi khó khăn, nhưng chỉ nên thỉnh thoảng, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc, lợi ích. Đừng tùy tiện giúp, cần phải hết sức thận trọng, kẻo làm người tốt nhưng lại bị vạ lây đấy.